Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khốc. Sau khi đã trải nghiệm hơn chục thương hiệu ghế công theo khác nhau ấy, thì cuối cùng ngày hôm nay mình đã tìm ra được một em ghế ngon, bổ rẻ, đúng nghĩa. Đây là em Easy Chair đến từ thương hiệu EP1. Trước đây thì mình đã trải nghiệm em Ego Chair Pro cũng đến từ EP1 rồi. Trước ghế đó thì nó sẽ có mức giá vào khoảng là 8-9 triệu. Còn em Easy Chair này nó sẽ đâu đó vào khoảng là trên 5 triệu đồng mà thôi. Và mình nghĩ rằng ở đây là một con số khá là rẻ nếu xét trên phương diện của một chiếc ghế công theo với đầy đủ tính năng và với cả một chất lượng là tốt nhất. Và mình cũng lưu ý với các anh em rằng là đây sẽ là một mức giá đang được pre-order thôi, từ giờ cho đến ngày mùng 8 tháng 5. Sau đó thì mức giá nó sẽ trở về là hơn 6 triệu. Và mình nghĩ rằng hơn 6 triệu nó vẫn là một mức giá đang rất là tốt. Và các bạn sẽ cảm thấy rằng chiếc ghế này nó sẽ còn tốt hơn nữa nếu như một bạn được trực tiếp trải nghiệm nó. Và để cho anh em có một cái nhìn rõ ràng hơn ấy, thì hôm nay mình cũng đang mang một chiếc ghế là Shiho M57, một cái em ghế bán rất là chạy trong phân khúc này, có mức giá vào khoảng là 4,3 triệu mà thôi. Tất nhiên mình sẽ không so sánh hai chiếc ghế này với nhau, bởi vì cái chiếc ghế này nó rẻ hơn mà chiếc ghế này đắt hơn một chút thì chất lượng của nó sẽ tốt hơn rồi. Mình chỉ mang đến đây để mà cho anh em dễ dàng đối chiếu và đưa ra những nhận định của bản thân mình mà thôi, được chưa ạ? Rồi, bắt đầu với cả thiết kế đi. Thì đây là một trọng điểm mà mình cảm thấy rất là thích trên chiếc Easy Chair này. Nó có những nét uốn lượn, nhìn nó rất là mềm mại và nó rất là gọn gàng. Nhìn phát là đúng chất công theo học luôn rồi. Còn em Shiho thì nhìn nó hơi hiền, nó lai lá những cái dòng ghế văn phòng hơn. Bắt đầu mình nhìn cái chiếc ghế Easy Chair này, mình có thấy rằng nó cứ na ná so với cả một cái dòng ghế nào đó. Mãi về sau thì mình mới kiểu, wow, hóa ra là nó cũng khá là giống so với cả cái chiếc Herman Miller có mức giá vào khoảng là 50 triệu. Tất nhiên rồi mình sẽ không có ý định là so sánh chiếc ghế 5 triệu với cả một chiếc ghế 50 triệu. Và cái ý mà mình đang muốn nói đây đó chính là cái chiếc Easy Chair này, nó đang học hỏi rất là nhiều những cái thứ của cái phiên bản rất là đắt tiền kia. Ví dụ như là phần tỉ tay đi, nó được làm kiểu bo bo, nó hơi bầu lên, nó cũng được bao bọc da. Bên dưới chắc là mút nên là nó rất là mềm, tỉ tay nó rất là thoải mái. Lớp da này nó cũng được làm rất là dày dặn. Và mình thấy rằng là nếu mà chỉ để tay bình thường ấy thì các bạn hoàn toàn vô tư, không cần băn khoăn về cái độ bền của nó. Nhưng mà nếu như mà nhà anh em nào mà nuôi mèo ấy thì lưu ý nha. Chứ còn móng mèo nó cao cái là dễ là rách lắm đấy. Hay là cái phần mâm ghế đi, thì nó có một cái độ vồng rất là lớn và nó rất là giống cái kiểu của cái dòng Herman Miller ấy. Nên là riêng xét về cái khoản thiết kế thì mình đã ưng ngay cái chiếc Easy Chair này ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Còn đối với cả cái dòng Shiho M57 thì nhìn mọi thứ nó đều khá là bình thường, giống với cả một cái chiếc ghế văn phòng. Nhưng mà bù lại thì Shiho M57 nó có một điểm mạnh mà được rất là nhiều anh em ưa thích trong tầm giá này. Đó chính là cái phần chất liệu khung của nó được làm bằng nhôm thay vì được làm bằng nhựa như ở trên Easy Chair Pro. Mà được làm bằng nhôm thì tất nhiên nó sẽ có một cái độ đầm hơn và nó sẽ có một cái lực giữ lại và khi mà anh em ngồi nó sẽ rất là ổn định. Còn em Easy Chair này nếu như mà anh em chỉ có bình thường ấy, thì nó cũng sẽ rất là ổn định nhá. Nhưng mà nếu như mà anh em chỉ cần là hơi dướn người ra phía trước ấy, là nó sẽ cả cái ghế nó cũng sẽ có thiên hướng là hơi đẩy ra phía trước, chứ cái độ giữ lại thì nó sẽ không bằng so với cả cái chiếc ghế này. Còn nếu như mà anh em mở cái phần chân này ra đó và anh em kê cái chân lên như thế này. Đó, anh em cơ chân lên như này thì lực, cái cơ thể lực của anh em ấy, nó sẽ bị dồn ra phía trước nhiều hơn. Và nếu như mà đang làm việc kiểu ngẫu hứng quá, muốn nhảy nhót hay là muốn kiểu rung lắc cái gì ấy, dướn người ra phía trước ấy, đấy, là cái chiếc ghế này nó cũng có khả năng bị lật rất là cao đấy. Đó, chỉ có một cái lưu ý nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và nếu như mà anh em chỉ ngồi bình thường thì mình thấy rằng hoàn toàn vô tư, không có điều gì đáng phải lo cả. Nhưng mà đấy, cái sự ổn định là một điều mà anh em cũng cần lưu ý. Ở đây thì mình không hề nói đến cái độ bền của nó nhá, bởi vì mình thấy rằng là nhôm và nhựa thì cái độ bền của nó cũng sẽ ngang nhau mà thôi. Bởi vì cái chiếc ghế ở nhà của mình nhựa ngồi 10 năm rồi có hỏng đâu, đúng không? Nhưng mà ở đây mình đang nói đến là cái lực giữ lại, thì cái điểm khác biệt ở đây là làm bằng nhôm thì cái lực giữ lại nó sẽ đầm hơn, còn nhựa thì cảm giác là ghế nó hơi nhẹ hơn một chút. Đó, còn về tính năng thì mọi thứ nó cũng được trang bị rất là đầy đủ trên chiếc Easy Chair này. Ví dụ như phần tay đi, nó có nút ở bên dưới tay nắm, anh em chỉ cần là bấm và có thể là di trái phải đều ok. Muốn cho nó lên xuống thì sẽ có một cái lẫy ở phía sau này, mở ra là anh em đã có thể là đẩy tay lên xuống, chọn chỗ hợp lý rồi lại đóng lại để mà khóa. Cái mà mình đặc biệt thích đó chính là ở phần lưng, nó có cơ chế lưng 3D và phần dưới này thì anh em sẽ có thể là di chuyển lên xuống để mà tì và đỡ cái phần lưng của anh em. Ngồi lâu sẽ tránh hiện tượng bị mỏi, nhưng mà anh em lưu ý rằng nó sẽ không thể đẩy ra hay là ép vào được. Và cái phần này thì mình thấy rằng nó đang đẩy ra hơi quá nên là nhiều khi cái phần vai của chúng ta nó hơi bị hở chứ nó không được tỉ sát so với cả cái phần này. Đó, cái này thì nó tùy thuộc theo tư thế ngồi của anh em thôi và mình khuyến khích là anh em nên đến tận nơi để mà trải nghiệm nhá.
Còn Chill thì nó sẽ không có cơ chế lưng 3D, nó cũng không nâng lưng lên cao thấp được. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có phần xoay ở phía sau giúp chỉnh độ tỉ lưng chuẩn hơn. Cả hai đều có cơ chế True Tilt, ngả ra phía sau và giữ lại ở bất kỳ một cái vị trí nào mà anh em mong muốn. Nhưng mà Easy Chair nó sẽ có ngả ra 4 nấc, còn cái chiếc ghế Chill nó sẽ ngả ra 2 nấc mà thôi. Hay là cơ chế Tension Control, tùy chỉnh lực giữ của lưng nặng hay là nhẹ. Ở trên chiếc Easy Chair này thì anh em cũng chỉ cần là với tay xuống xoay ở bên phải là nó đã có thể là chỉnh được cái lực kháng lưng rồi. Còn cái em CEO M57 này thì anh em sẽ phải là đi hẳn ra ghế và cho tay xuống sâu phía bên dưới và vặn thì anh em mới chỉnh được. Đấy. Nói chung là nó rất là giống so với cả một chiếc ghế văn phòng ấy. Rồi đến cái phần cổ của Easy Chair nó cũng có thể là nâng lên hạ xuống được này, xoay các góc sao cho hợp lý. Nó hạ được những góc rất là sâu và mình nghĩ rằng chị em ngồi cũng sẽ rất là ok. Phần mâm thì anh em cũng có thể là đẩy ra đẩy vào, anh em chân dài thì đẩy ra, còn chị em đẩy vào. Còn trên Shiho thì không thể điều chỉnh được mâm ghế. Còn điều chỉnh lên xuống thì em Easy Chair này nó sẽ có piston loại 4, một loại rất là cao cấp. Còn em Shiho M57 nó sẽ chỉ là piston loại 3 mà thôi. Thực ra là piston loại 3 cũng là ok rồi, mình nghĩ rằng là anh em cũng không cần quá là quan tâm đâu. Nhưng mà em này được trang bị xịn hơn, giá không quá nhiều thì cũng ngon mà đúng không? Rồi đến cái phần chân đế, đẩy ra, cho chân lên ngả. Phần chân này nó cũng được bao bọc da mềm luôn, quá là đã. Nói chung là về tính năng thì em Easy Chair này nó cũng sẽ nó hơn hẳn so với cả em Shiho M57. Còn về cảm giác ngồi thì như bọn mình có nói, nó vừa có một thiết kế nó đẹp hơn, nó gọn hơn này, rồi nó nhiều tính năng hơn, nên là cái cảm giác ngồi của nó thì về cơ bản nó cũng sẽ sướng hơn so với cả cái chiếc M57 này. Nó mang lại cho mình một cái cảm giác như là nó đang ôm trọn vào cơ thể ấy, nó rất là mềm mại và ngồi nó rất là thoải mái. Còn em Shiho M57 thì nó được một cái cảm giác là ngồi nó thô nhưng mà chắc, đúng kiểu thô nhưng mà chắc, ngồi nó rất là chắc và đầm. Còn em này thì nó mềm mại và nó uốn lượn theo từng đường cong của cơ thể một cách sát hơn. Ngồi nó cũng sẽ thoáng hơn nữa bởi vì lưới của Easy Chair nó là dạng Crack and Crop đến từ Đức. Còn Shiho thì lưới sẽ dày hơn. Cũng không biết là cái độ bền của nó như thế nào bởi vì đây cũng sẽ chỉ là loại lưới không có thương hiệu đến từ Trung Quốc mà thôi. À, có một điều mà anh em sẽ phải lưu ý nữa đó chính là cái em Easy Chair này ấy, do nó nhiều chi tiết hơn, nhiều tính năng hơn, nhiều chi tiết hơn mà, nên là cái phần lưng này nó sẽ hơi có độ lắc lắc. Đấy. Nó sẽ hơi có độ lắc lắc khi mà anh em ngồi để ra để vào như thế này. Đó. Còn em M57 nó chắc chắn hơn, nó ít chi tiết hơn nên là nó có độ đầm hơn và ngồi nó chắc chắn hơn, cảm giác là vững chãi hơn. Mà nếu như mà anh em chỉ ngồi bình thường làm việc bình thường ấy thì có lẽ rằng là anh em sẽ không cảm nhận thấy đâu. Ở đây thì mình xăm soi kỹ để mà cho anh em thấy được những sự khác biệt mà thôi. Ok, xét về mặt tổng thể thì Easy Chair nó là một em ghế nó rất là ngon, phải gọi rằng là rất là ngon, bổ rẻ trong tầm giá luôn ấy. Nó mang lại một cái cảm giác ngồi nó rất là thân thiện, thoải mái, một cái thiết kế nó rất là gọn và nó uốn lượn trông rất là đẹp và sang trong cái phân khúc 6 triệu đồng này. Sẽ chỉ có hai điểm mà anh em sẽ cần phải lưu ý, đó chính là cái khung ghế nó làm bằng nhựa nên là nhiều khi nó sẽ có cái thiên hướng là đẩy ra phía trước nếu như mà anh em ngồi dướn, hay là nó sẽ có cái độ rung lắc ở cái phần lưng này. Đó, một số những chi tiết nó rất là nhỏ vậy thôi. Chứ còn xét về mặt tổng thể thì mình thấy rằng cái trải nghiệm ngồi của nó hay là trải nghiệm sử dụng của nó là đúng là ngon, bổ rẻ hơn hẳn so với cả những sản phẩm trong cùng phân khúc. Ok, anh em đã trải nghiệm cái phiên bản ghế Easy Chair này hay chưa? Và anh em thấy rằng là ngoài cái chiếc ghế này thì còn có những sản phẩm nào tốt hơn hay không? Hãy cùng comment phía bên dưới để cho anh em cùng tham khảo nhé. Và hy vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.